Xin kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì em có một chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu sản xuất năm 2019. Màu này của em là màu nâu vàng màu ấy nhá. Đó, màu nâu vàng ạ. Đây là phiên bản máy dầu bản cao cấp sản xuất cuối năm 2019 ạ. Màu nâu vàng, biển số Hà Nội mới nhá. Nếu như anh chị mà thường xuyên theo dõi em thì anh chị đã để ý được. Cách đây khoảng 2 ngày em có mua đổi các một chiếc Santa Fe 2021 lấy chiếc xe này. Đó, nếu như anh chị nào mà theo dõi Zalo hoặc là Facebook em thì anh chị sẽ biết được. Ngoài ra nữa thì em còn một chiếc màu xanh nữa. Lát nữa thì em sẽ quay luôn để cho mọi người xem luôn cả chiếc màu xanh kia nhá mọi người nhá. Hai chiếc ạ, Hyundai Santa Fe đều là những siêu phẩm và tuyệt phẩm thôi ạ. Cái dòng này thì hiện tại đang được rất nhiều khách hàng săn đón và ưa chuộng, bởi vì hiện tại giá của nó đang rất là hợp lý so với những chiếc xe mới. Bây giờ nếu như anh chị mua mới nhá, cái form nó khác đi một chút, thì giá hiện tại là 1 tỷ 450 triệu để lăn bánh được ở Hà Nội máy dầu mới nhá. Với chiếc xe này máy dầu của em thì em bán giá cực kỳ hợp lý thôi. Tiết kiệm được khá là nhiều so với mua mới. Tiết kiệm được khoảng tầm khoảng đâu đó hơn 300 triệu. Khoảng hơn 300 triệu so với anh chị mua mới ạ. Đó. Đây là màu nâu. Đó, mọi người có thể nhìn hộ em màu nâu rất là đẹp luôn. Lát nữa thì em sẽ quay luôn cả chiếc màu xanh để cho anh chị có thể tham khảo và tìm hiểu. Đây ạ, rất là mới luôn. Ở đây nữa, tất cả đều được bảo dưỡng định kỳ tại hãng. Trên bản Premium cao cấp thì sẽ được trang bị cửa sổ trời và có thêm ghế da màu nâu, có hắt kính lái, có sấy ghế mọi người nhá. Mùa đông như này thì sấy ghế rất là thích. Đó. Đó. Nội ngoại thất đều rất mới ạ. Và tất nhiên là mua xe của bên em thì anh chị sẽ được đảm bảo về mặt chất lượng, xe không đâm đụng, không ngập nước, máy móc nguyên bản. Đó. Đây, ghế rất là mới. Ni lông ở đây còn nguyên mọi người nhá, còn chưa bóc luôn ạ. Chủ xe này cũng rất là giữ gìn. Và chủ xe này thì mua đổi các xe của bên em, nên là anh chị yên tâm nhá về chất lượng của chiếc xe cũng như là chủ xe. Xe chạy được 26.000 km ạ. Đây ạ, 26.000. Đó, 26.000 km. Nội thất bên trong thì còn rất là mới và ổn rồi. Nếu như anh chị nào muốn mua xem cái hình ảnh thực tế khi mà xe mới về ạ, thì anh chị lật lại cái YouTube này của em nhé. Anh chị sẽ xem được cái video mà sau khi em vừa mua xong của chủ xe thì em quay được cho mọi người xem luôn. Đó, màu rất là đẹp đúng không ạ? Cái màu nâu này cũng được rất là nhiều khách hàng thích này. Đó, máy dầu mọi người nhá. Máy dầu sản xuất 2019. Rồi, hiện tại thì chiếc Santa Fe phiên bản máy dầu sản xuất năm 2019, bản cao cấp nhất, bản Premium, màu nâu vàng, biển số Hà Nội, xe chạy được 26.000 km thì bên em đang bán ở trên thị trường với giá là 1 tỷ 120 triệu mọi người nhá. 1 tỷ 120 triệu. Còn bên đây thì em sẽ có một chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng bản Premium màu xanh. Đó, màu xanh mọi người nhá, bản Premium. Chiếc xe này thì có thể gọi là siêu mới luôn. Chạy có 11.000 km thôi, km zin ạ. Em cam kết km zin cho quý anh chị. Xe của em sản xuất năm 2020. Đó. Trên bản này thì cũng là bản cao cấp nên được trang bị ghế da màu nâu rồi. Đây ạ. Ghế da màu nâu. Đó. Chiếc này rất là mới này. Một số quý khách hàng nếu định mua xe cũ ấy, thì em khuyên một điều là đã mua xe cũ thì không thể tránh được những cái tiểu tiết, cái nhỏ lẻ của những chiếc xe. Xin chia sẻ một câu chuyện vui là em có một anh khách hàng đến xem một chiếc xe của em. Sau đó anh chê là xe thì không vấn đề gì cả, nhưng mà anh chê là xe của em hơi bẩn, cái khoang máy nó hơi bẩn. Đó, thật sự luôn là với anh chị để một cái xe đã qua sử dụng, mà đấy là em cho anh ấy xem mộc nhá, xem mộc mạc và xem nguyên bản,
chưa dọn dẹp gì cả. Thì anh bảo là xe nó hơi bẩn. Thì em có giải thích với anh ấy rồi là cái việc bẩn thì rất là đơn giản, rửa qua một cái là ngon luôn, sạch sẽ luôn, không vấn đề gì cả. Nhưng mà anh vẫn chê, vẫn bảo là không được, vẫn phải sạch. Thật ra thì khi mà các anh chị đi mua xe cũ, đặc biệt là các xe showroom xe cũ như bọn em, thì xe đã qua sử dụng rồi, mình không thể tránh được những cái tiểu tiết, cái nhỏ lẻ, thì không thể nào mà đòi hỏi nó như là mới tinh được. Còn nếu như mà thật sự để còn phải lăn tăn ấy, thì anh chị nếu như anh chị nào mà kỹ tính quá thì thật sự với quan điểm của em thì không nên mua xe cũ ạ. Tại vì anh chị có ưng ở cái thời điểm hiện tại nhưng về nhà cũng không ưng thì cũng không được thoải mái. Đó. Thì theo em nên chấp nhận những cái tiểu tiết nhỏ lẻ. Ví dụ như xe nó đẹp như thế này, hoặc là những cái nó xước sát thì không nói làm gì. Nhưng mà ở đây bụi bẩn mà cũng chê được thì thật sự là khó. Chiếc này của em thì cũng xứng đáng là một siêu phẩm đấy ạ. Mọi người có thể thấy được cái nước sơn này rất là mới và đẹp luôn. Cả hai chiếc xe này thì đang có mặt ở số 89 đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, cửa hàng ở bên em mọi người nhá. Mọi người có thể qua đây để xem thực tế về chiếc xe. Đó. Cái khoang động cơ ở đây thì như vừa rồi mọi người em vừa chia sẻ câu chuyện ấy, thì em cố gắng quay luôn cho mọi người xem nhá. Máy móc ở đây như thế này, chạy 10.000 km như thế này thì thật sự là quá là ok rồi. Đó. Đây, tất cả cái cơ bản nhất ấy, những cái ốc ở đây nó phải quần nguyên bản, nguyên zin, và xe thì phải được đảm bảo chất lượng 100%. Đó. Ở chiếc xe này thì em cũng đã có từng có một cái video cho mọi người xem rồi, nên là anh chị nào muốn xem thì có thể lật lại video cho em nhé. Hiện tại em đang đỗ ở sát bên kia nên em không thể quay ở bên phía bên phụ cho mọi người xem được, bên phải cho mọi người xem được. Đó. Thì đây, em sẽ ngắn gọn mọi người một chút. Em có một chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng, sản xuất năm 2020, màu xanh, biển số Hà Nội. Một chủ dụng từ đầu, chạy được 11.000 km mọi người nhá. Cam kết là số km zin. Và xe thì là một siêu phẩm, chắc chắn là anh chị sẽ ưng khi mà đến xem xe. Ngoài ra nữa thì đây là một chiếc Tucson máy dầu, sản xuất năm 2019, giá 1 tỷ 120 triệu. Đó, 1 tỷ 120 triệu. Chiếc này cũng là máy chiếc này là máy xăng và sản xuất năm 2020 thì cũng bán với giá là 1 tỷ 120 triệu mọi người nhá. 1 tỷ 120 triệu cho cả hai chiếc xe này. Đó. Anh chị nào có nhu cầu mua chiếc nào thì vui lòng inbox hoặc alo cho em qua Zalo hoặc Facebook cá nhân của em với số điện thoại em đang để trên màn hình mọi người nhá. Facebook của em với tên là Song Thảo. Mọi người nếu như sử dụng mạng xã hội này có thể follow em để cập nhật được tình hình mua bán, trao đổi các dòng xe của bên em và địa chỉ cửa hàng em để mọi người tiện liên hệ cũng như là xem bên em sắp về xe nào, mới về xe nào và xe nào đã được bán. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng em trong video này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.